mua là mấy miếng mua cái bộ dùng có cái này luôn rồi bộ đó, tại vì bộ đó tí tiền không có hợp đâu. Dạ hả? Mày cô tặng mà. Nhân tặng chắc cô đòi tiền không đi á. Tại đại hà tiếng thì sẽ tính tiền của mình đó. Chả lấy bỏ được đường hả? Mày nói gì vậy? Nhưng mà nó đi mua cái con không có. Để coi coi một cái đinh. Thank you.